Chào bà con. Bây giờ hôm nay mình đậu xe lên mãi lầu thứ tầng thứ tư bà con. Lên này sẽ cho đậu 4 tiếng để có thể đi chơi thoải mái được chút xíu. Có nhiều chỗ nó cho đậu có chừng nửa tiếng à. Này mới sáng sớm là coi như người ta tới quá trời đông đi. Người ta nhiều khi mình phải kiếm cái chỗ để đậu nó cũng hơi cạt. Thì ở dưới người ta ai cũng thích ở dưới hết, còn mấy công sách đồ này cái nọ thì đó là khi mà không có nhiều chỗ để cánh chọn, còn không cánh chọn thì bỏ mãi lên cao. Thì cái này cái của chính phủ thành ra nó người ta không có làm tăng máy chỉ cầu thang mới được rồi. Có nhiều chỗ cái lắm này khu người Việt đây. Đèn có hai đường đi, đường đi nhiều đường đi. Thì mình tiếp tục đi cái đường này cho bà con thấy nhé. Trước mặt mình cái tiệm cá, của người Việt. Ở bên trên phải cũng của người Việt luôn. Thì bên này người ta buôn bán cũng sầm uất. Ở đây thì cái này của người Việt Tây nè, coi như mấy ông bác sĩ nó hùng với nhau ở xây. Thì cái này nó tới mấy tầng lầu, ở dưới buôn bán, rồi trên đó nó cũng buôn bán tiếp, rồi lên trên nữa văn phòng, rồi rồi cái gì cái mấy cái nhà hàng á để ta tổ chức đám cưới tiệc tùng này kia ra, cho nên nó có thể chứa hơn 500 người cái mấy nhà hàng đó. Còn cái tiệm này nè, cái tiệm này của tụi Li Băng, thì nó khá thích về trái cây xây kết. Thì nó sống ở đây, cái tiệm này nó ở đây cũng phải tới hơn 30 năm rồi. Còn lấy mấy khu người Việt nhỏ nhỏ này, họ chân quay họ bán cũng quá trời. Ở đây có một số tiệm đóng cửa đi, không biết là họ đi holiday hay gì không biết, tại vì kêu hết mùa dịch ra, hết mùa dịch thì coi như mọi người đều mở cửa để buôn bán. Đây cái thùng rác công cộng này, cứ chút chút cũng có cái thùng rác này, thải cái rác bánh nhựa kẹo vô. Thì bây giờ người ta đi qua rồi đó, giờ tới Bình Minh thôi, mình đứng chờ. Thì ở mấy chỗ này có để con kêu nút bấm để mình xin qua đường hết đó, để khi mình bấm rồi nha thì nó cho mình qua xin qua đường lại hơn. Thôi rồi mình đi qua băng qua bên kia ha, mình thấy được cái bảng mà bảng chống đồng ha. Cái bảng chống đồng hôm nay mình không đi đường đó nữa. Mình sẽ đi đường hướng này cho bà con thấy cuộc sống sinh hoạt lên như thế nào không. Rồi trước mặt mình là cái tiệm cà phê. Rồi đây giờ sắc dân càng ngày càng đông, thành ra coi như tiệm quán nhiều người ta mở rồi, coi cũng cạnh tranh nhau nhiều lắm.
nó quan trọng cái chỗ đậu xe, chỗ đậu xe mà không có thì buôn bán cũng khó. Có chỗ đậu xe thì khi mắc rẻ chút xíu người ta cũng tới mua. Đó, khi mà cái đèn báo cho qua đường á, nó vừa báo đèn vừa báo tiếng cái tiếng chuông á, để cho những người mà không để lơ đãng, không có để ý thì nghe tiếng chuông có thể mới biết là coi như đèn qua đường đã cho. Coi như sức cạnh tranh ở đây nó cũng mãnh liệt lắm, thành ra cây giá cả nó cũng lỡ coi như không có bán giá cắt cổ được, giá vừa phải cho bà con có thể mua được. Vì cái tiền thuê shop ở đây nó cũng mắc lắm, không có rẻ đâu, rẻ khu người Việt rồi. Tụi Việt cái tụi mà tụi chủ nhân nó biết coi như đông người tới mua đám đó. Thì là cái một tuần của nó cũng 1.500, nhiều cái 2.000 một tuần đó bà con. Cái mình lo mình trả tiền thuê không cũng chết à rồi. Thì đây bán cũng đủ đồ hết lắm, không có thua gì Việt Nam đâu, nhưng mà nó mắc thôi. Nó cũng thùng rác nữa nè. Ở đây người ta quan trọng vấn đề vệ sinh á, thường ta bà con thấy đường phố thì nó sạch sẽ không? Có phải sạch không? Chỗ nào cũng có thùng rác, ví dụ có chỗ nghỉ ngơi cho người ta ngồi đi. Đây một số bà Việt Nam á, ở nhà họ trồng có miếng vườn đó, họ trồng chút xíu, họ trồng được xíu đồ ăn trái cây gì á. Họ mang đây họ ngồi họ bán. Từ trước hội đồng thành phố họ cảnh cáo nhiều lần đó, nhưng mà không biết sao là cái họ lại chấp nhận cho mấy người shop để họ cự á. Nó nói tao phải thuê shop, còn tụi nó không phải thuê, mà tại sao tụi nó được bán thì ghê nọ. Rồi cự qua cự lại cái hội đồng thành phố họ cũng ra tay chút á. Nhưng mà mấy kia bảo như tao ra đây ngoài tao, nhưng mà cũng ngá lắm, nhiều khi nó phạt đấy. Thế mặt tụi nó phải lo mà quấn đi bỏ đi này kia nọ. Mình thường họ ta để một vài cái món đôi chân lên dọn nó dễ, còn trưng bày nhiều quá thì mấy cái shop họ cự đó. Đổi tiệm thịt nữa nè, nhưng mà bánh mì kẹp ở đây giờ coi như giờ cũng khá nổi tiếng từ Tây, nhưng mà mình cũng nhảy vô nó ăn, tại vì nó có thịt có rau có đủ cho hết. Nhưng mà xoài bà con thấy không, xoài 6 đồng ký xoài xanh nè, còn xoài 10 đồng ký coi còn ngon lành quá chừng đi. Rồi khoai lang vô đủ. Này chuối tây ở đây Việt Nam thì thích ăn chuối tây, chuối xứ đó bà con, chuối tây chuối xứ đó. Thì đây giá cả thấy của chuối xứ người ta không có biết bao nhiêu, đây người ta biết nha. Giờ một cái trái này nhỏ với lại cái này được bền để được lâu. Rồi mấy chỗ này cho chuyển tiền nè. Khi mà đi chuyển tiền Việt Nam thì nhá, mình cũng thường tới mấy dẫn này để chuyển tiền này kia. Bây giờ hết tiền rồi vì đang mượn nợ. Dẫn này mình đang ngân hàng tiếp đi mượn nợ nè, hết tiền rồi. Rồi cái này thì mình cũng chuyển tiền Tết nè, coi như chuyển tiền vì nó có ăn á, nên là người ta chuyển nhiều. Rồi trước mặt mình đi cái tiệm cà phê, thì cái ông chủ tiệm cà phê người Việt đây ông là luật sư á. Không biết sao nó bị băng đảng lắm, nó bắn ông á.
đây tiệm bánh, rồi coi như nói chung đây bán thằng bà lăng hết á, bán mấy đồ gia dụng trong nhà, ở ngoài kia nó cũng bán rồi, trong này họ cũng bán tiếp. Này cũng buôn bán đồ gia dụng trong nhà, mấy cái mình mà đây hôm nay mình đi góc qua này mình cho bà con cái thấy cái tượng đài thuyền nhân này. Mình cũng là thuyền nhân tới đây mấy chục năm rồi, hơn nửa đời người đây. Cảm ơn nước Úc đã ra giang tay đón nhận mình tới xứ Úc này, và đi hội đồng thành phố bên sao họ chấp nhận cho cái người Việt xây một cái tượng đài ở đây để nhắc nhở cho bà con biết là coi như lý do tại sao người Việt Nam có mặt ở đây. Đây thì là cái số tên của nó là VN00, đại khái là Việt Nam cái thuyền đầu tiên là số 1. Thì ở đây đây nó có mấy cây cọ, cái gì, cây dừa, không phải cây dừa đâu, cây cọ, không biết gì á, không phải cây cọ, ở cây cọ ha. Thì chim cò nó ở trên đó thì nó cũng nó thảy mấy cái chất sa thải của nó xuống thì đành chịu thôi. Thì cũng có người tí lau chùi, nhưng mà với sức chim ở đây nhiều quá đi, đành chịu. Tại đây có đây cảnh thuyền nhân của người Việt Nam đây. Tại sao người Việt Nam có mặt ở nơi này để mai mốt con cháu của người Việt họ thắc mắc lấy do tại sao cha mẹ có mặt ở đây, trong khi đó ở nước này là nước hầu hết là da trắng, mặc dù là mặc dù là cái ở đây đây là cái sắc dân đủ trò hết, đủ thứ hết, nhưng mà người Việt sinh sống ở cái khu này nhiều. Và đây cái bảng tưởng niệm đây thì có một vài nơi người ta ủng hộ đó, có ủng hộ thì nơi đây có tưởng niệm tiền nhân, những người nào mà đã mất mạng cuộc sống của mình trên trên biển trong trước thời trình người ta đi tìm tự do, và những người mà đã cho